Kính thưa quý vị và các bạn, đến với vùng cao Tây Bắc, quý vị và các bạn sẽ thấy những người phụ nữ dân tộc thiểu số, người Hmông khéo tay hay làm. Đó là đặc trưng của những người Tây Bắc với những chiếc áo váy thêu nhiều mẫu hoa văn. Và đây là khung cảnh những người phụ nữ đang thêu thùa mà VTA muốn gửi đến quý vị và các bạn trong buổi video ngày hôm nay. Mình khâu váy này thì có bao giờ khâu bán không hay là chỉ để sử dụng thôi, mặc thôi? Nếu mà làm thì... làm lên nhiều thì có bán đấy. Thường thường thì bán khoảng bao nhiêu tiền một cái váy khi làm xong? 1,3 triệu. 1,3 triệu. Loại này thì 1,5 triệu, còn mỗi này thì 1,5 triệu. À, mỗi một cái loại vải khác nhau, tiền ra tiền khác nhau đúng không? Có màu khác mà. Màu khác đúng không? Đây, màu của con gái làm nó khác đúng không? Màu đấy là có giá hơn. Giá hơn. Kiểu mình bán thì người ta không thích. Là máy như là cái chất khi máy nó làm là nó giống nhau quá. Khâu tay, khâu tay thì nó mất thời gian nhiều hơn. Máy làm thì người ta không thích. Máy làm thì người ta không thích. Chủ yếu là bằng tay hết nữa. Một năm thì một người làm được mấy cái váy? Mình làm thì 2-3 năm, một lần thì mình làm được 2-3 cái đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, phụ nữ người Mông ngoài việc đóng tay thì thường chịu khó lao động và sản xuất, vẫn phải gánh chịu những tập tục nhục nhào của gia phong lễ giáo từ xưa để lại. Mặc dù cũng đã có nhiều thay đổi trong cách nghĩ, tuy nhiên với phong tục tập quán vẫn còn một số vẫn chưa được cải thiện, nên phụ nữ người Mông nói chung vẫn rất là thiệt thòi so với phụ nữ của các dân tộc khác. Rất vui được chia sẻ đến quý vị và các bạn trong video này với cuộc sống vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc. Còn nhiều điều mà quý vị và các bạn có thể chưa biết, VTA sẽ cố gắng truyền tải đến quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn trên kênh VTA này. Vâng, đến đây thì VTA cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.